Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, rồng sinh tồn. Và hiện tại thì mình đã có được một cái nơi ở tương đối là ổn định rồi. Tuy nhiên thì bọn cướp dân làng có vẻ vẫn chưa tha cho mình cho lắm. Bọn chúng vẫn tìm tới nơi ở mới để trả thù mình kìa. Thôi kệ bọn chúng đi, mình ngủ giấc trước cái đã. Rồi sáng thức dậy mình sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Bữa giờ mình đã tích góp được kha khá những cái bụi rồng Elder. Mình đã cho vào cái rương này rồi. Đây, rất là nhiều luôn đó nha. Thế nên là mình sẽ chế tạo chúng lại với nhau, tạo thành những cái xương rồng Elder. Và từ 9 cái như vậy thì mình sẽ có thể ghép lại và chế tạo thành một cái trái tim. Ui, khó gì ta. Tích góp bữa giờ chỉ làm đúng được một cái trái tim chút xíu à. Cái này chưa phải là trái tim hoàn chỉnh nữa, nó chỉ là một cái mảnh trái tim thôi. Oh my god, thiệt. Muốn chế tạo một trái tim hoàn chỉnh thì mình phải ghép thêm với Luli nè, rồi hạt vàng và những cái cục than kết hợp với redstone. À, cái này thì mình làm được. Đây, nâng cấp lên. Được một trái tim, và với một trái tim này thì mình sẽ tăng được bao nhiêu tuổi đây? Hiện tại mình 8 tuổi và khi ăn trái tim này vào mình sẽ tăng lên 9 tuổi. Lên được 1 tuổi à. Nhưng mà không sao, lên được 1 tuổi là mình cũng mạnh hơn rồi. À, và hiện tại thì mình đã mở khóa thêm được một cái kỹ năng của rồng mới rồi. Để mình test thử lên bọn chúng luôn ha. Đây, các người đứng đó đi, đợi ta xíu ta dẫn sức cái đã. Kỹ năng tiếp theo đó chính là quả cầu rồng. Đó. Bắn một quả cầu lửa cực mạnh về phía trước. Và nó còn có thể gây cháy nữa nha. Tuy nhiên thì kỹ năng này nó hồi chiêu khá là lâu luôn á, nên là chắc mình sẽ hạn chế dùng nó. Mình sẽ ưu tiên dùng kỹ năng phun lửa đi. Kỹ năng này vừa dùng nhanh nè, mà lại ít tốn năng lượng rồng của mình nữa. Đấy, và sát thương của nó thì cũng tương đối tốt. Xong phim. Trong chốc lát là mình đã xử gọn được cái bọn cướp dân làng rồi. Ôi, tuy nhiên nó cũng dễ gây cháy gừng lắm nha. Oh my god. No. Đó chính là lý do mà mình rất là ít khi dùng những cái kỹ năng rồng của mình ở gần nhà là vậy đó. Hết chưa? Ui, nó còn cháy nữa. Cao quá, mình dập không tới. Rồi luôn rồi. Thôi bỏ cái cây này đi. Mình thấy là mình dập không nổi rồi đó. Cái gì nó cũng có hai mặt thôi. Và kỹ năng rồng của mình cũng vậy. Ngoài ra thì mình cũng đặt thêm những cái lò nung nè, để mình nấu thêm một ít cái thịt khác mang theo trong những chuyến đi của mình nữa. Đây, rất là nhiều luôn đó nha. Mình đã nung toàn bộ cái số thịt có trong cái rương này rồi, nên là chắc mình sẽ ăn một cách tiết kiệm á. Còn bây giờ thì để mình lên đường cái đã. Vì hiện tại mình muốn đi qua thế giới địa ngục để khám phá. Và địa ngục là một trong những cái môi trường mà mình nghĩ rất là thích hợp với loài rồng hang động của mình. Môi trường có rất là nhiều nhung nham ấy. Trước tiên thì chắc mình cần phải đi đào một cái hang. À quên, mình tính đi lấy hắc diêm thạch mà tự nhiên không có cúp kim cương lấy gì đào được. Mình phải làm một cái cúp kim cương và nâng cấp cái móng vuốt của mình lên, để cho nó thành cái móng vuốt kim cương ấy, thì mình mới lấy hắc diêm thạch được. Tí nữa thì quên, mình sẽ lấy 3 kim cương, một ít cái que, rồi làm liền một cái cúp kim cương nè. Xong, sau đó thì nâng cấp lên như vậy. Ta-da! Giờ thì mình đã sở hữu cái bộ neo kim cương rồi đó nha. Trông cũng rất dị và này nọ rồi đó. Được, giờ thì đi test cái bộ móng vuốt mới này thôi. Lúc trước á, thì cách đào thẳng xuống dưới như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm đối với mình, vì mình có thể lọt xuống hồ nhung nham bất kỳ lúc nào. Nhưng mà bây giờ thì mình không còn gì phải sợ hết, vì mình là rồng hang động mà. Mình đào trúng một cái chỗ thạch anh tím. Khó vậy mà cũng cũng xảy ra được nữa hả? Ê, đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã tới một cái hang động. Và để xem coi cái hang động này sẽ cho mình những gì đây. Có hồ nhung nham không? Mình cần một cái hồ nhung nham á. Ồ, đây, có luôn. Ở trên này thì còn có chỗ giống như là của một cái người thợ đào mỏ thì phải. Có cái bàn chế tạo nè, lửa trại, bàn rèn đồ các thứ. Wow, đằng kia còn có công trình gì nữa kìa. Xịn sò vậy. Ý, hình như đây là con cua kim cương thì phải.
đúng không? Chưa chưa chưa, từ từ. Ồ chính xác, nó là cua kim cương, nhưng mà mình không lấy viên kim cương trên người nó được. À đây, mình phải trừ khử nó mình mới lấy được viên kim cương ha. Hơi buồn xíu nhưng mà đánh đổi thôi. Muốn có kim cương là phải xử xử nhóc cua đó rồi. Đây có nước luôn nè. Ê ê, quên 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 quên, mình không được nhảy xuống nước. Đừng có ẩu, nhảy xuống nước là ẩu rồi đó. Để mình làm một cái xô. Mình múc nước rồi sau đó mình đi dập nhung nham để mình lấy hắc kim thạch thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể lấy thêm vàng ở đây nữa nè. Bỏ uổng. Cũng như là sắt trên này nữa. Xong rồi mình sẽ làm liền cái xô. Múc nước thôi. Rồi, giờ thì mình có thể vô trong kia để lấy hắc diệm thạch một cách thoải mái rồi. Tuy nhiên thì cũng phải cẩn thận nha. Lỡ ngỡ là mình bị nước làm cho ngẫm á. Ơi nhưng mà khoan. À, đây có một cái người trao đổi với mình nè. Wow, trao đổi đồ kim cương luôn. Ôi nhưng mà mắc quá à, mình không có sách cường hóa để trao đổi rồi. Ồ, người này có trao đổi sắt à. Ok, mình đổi được nè. Tốt á. Trao đổi vàng luôn. Ui, trao đổi có lời ghê luôn á. Hai quặng mà đổi được tới 3 phôi lận. Ui, người này tốt vậy. Trao đổi quá là tốt luôn. Trở lại với cái hồ nhung nham đằng này. Mình sẽ coi coi lấy được bao nhiêu hắc diệm thạch từ cái đống này đây. 14. Còn thiếu một ít. Tại vì mình muốn làm thêm kiểu như là một cái bàn cường hóa nữa. 29, ok, dư rồi. Có được thứ mình cần rồi đó. Giờ thì có thể thoải mái đi khám phá. Rồi một tí đi lên trên và chế tạo thôi. Ngoài bên này nó còn có hẳn một cái dòng sông nhung nham luôn nè. Để mình xuống đây mình coi thử coi. Mấy chỗ này dễ gặp kim cương lắm. Nhưng mà có vẻ cái dòng sông này không có rồi. Ô, ô, ô. Ở đây còn có con xương mang mặt nạ bộ tộc nữa. Sợ nó. Đột nhập vô công trình này luôn. Ồ, công trình này đông vậy. Đông quá vật lắm. À, mình sẽ phun lửa một chút. Ui, ô, có con đội nón rùa nữa cơ. Con xương đổi nón rùa. Mình sẽ đốt nó để coi coi nó có rơi ra cái nón rùa cho mình hay không. Wow. Không ngờ công trình phía trên nó lại đông quá vật tới vậy. Mình hết năng lượng rồng mà không thể phun lửa tiếp rồi. Đã vậy còn bị làm chậm nữa chứ. Ây du. Phải thiệt là cẩn thận. Và con xương hồi nãy thì có vẻ là nó không rơi ra cái nón rùa cho mình rồi. Ừ đúng rồi, quánh nhau đi. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình đột nhập vô liền. Ê ê ê, đánh lén đánh lén. Chơi mà đánh lén. Rồi trèo lên trèo lên. Ồ, nó có lòng spawn hàng gì. Nó xuất hiện quá trời luôn. Để mình ăn cái đã. Xong rồi, nhảy tới và xử con này. Vậy, nó rơi ra trái tim. Đúng hướng mình cần. Còn cái spawner nào khác không? Ở bên đây còn nữa nè. Để mình đập hết đi, đợi tí mình loot đồ sao. Cái con này nó bắn nó sẽ kèm theo hiệu ứng làm chậm ấy. Nên là rất là khó chịu luôn. Rồi cái này thì cho mình bội rồng Elder nè. Sách bảo vệ khỏi lửa. Đây là quyển sách phế nhất đối với mình luôn á. Tại vì mình đã có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với lửa rồi. Nên là cái dòng đó gần như là không cần thiết với mình luôn. Phải chi đó là bảo vệ thì tốt biết mấy. Rồi mình sẽ tranh thủ kiếm thêm một ít quặng mang về. Và loot nốt hai cái rương này cơ. Coi coi hai cái rương bên này sẽ cho mình cái gì. Nhưng mà né băng ra nha. Mình đứng trên băng là mình sẽ mất máu ấy. Đó đó đó. Nguy hiểm lắm. Ô sức mạnh. À mà quên, mình đâu dùng cung được đâu ta. Mình cầm cung là tự động nó sẽ bị văng ra hả. Đấy. Nên là cũng không tốt với mình luôn. Bên đây thì sao? Lại là đồ ép vô cung. Buồn vậy ta. Một cái bản đồ dẫn tới một cái ngôi đền tuyết. Ok lượm luôn. Hết rồi, sơ bộ thì nó cũng có một ít đồ như vậy thôi. Ui ui mưa mưa mưa. Ây ây ây, vô nhà lẹ vô nhà lẹ. Ui da, hên thế. May là nhà mình gần á.
Không thôi là mắc mưa là xác định luôn. Rồi về nhà thì mình sẽ nung mấy cái quặng ra trước cái đã. Nhiều quặng quá. Ồ, và giờ mình mới để ý mình đã có đủ hai gia thuộc rồi. Dạ. Với hai gia thuộc thì mình có thể làm được một cái ba lô rồi đó. Đây để mình làm trước một cái rương bình thường cái đã. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo cái ba lô theo công thức giống như vậy. Ủa? À nhầm, mình chưa đủ đâu, ba gia thuộc mới đủ. Vậy thôi cất gia thuộc vô lại đi. Quê sể thế nhờ. Sáng dậy thì công việc đầu tiên của mình là đi xây cái cánh cổng địa ngục luôn thôi. Mình sẽ kiếm một khu vực út. Oh what? Gần nhà mình có một cái danh trại của... Của ai đây? Oh. Uầy, hẳn là một cái danh trại nha. Được quá ta, để mình ghé hỏi thăm luôn. Có ai nhờ không? Cú cú. Ôi, có đồ cho mình. Mấy cái này có thể chế tạo lại thành sắt à? Wow. Cú cú. Ủa, không có ai ở nhà. Có sừng bự đâu nữa nè. Sừng này thì không có công dụng gì hết. Ôi, mình gắn lên trang trí được à? Trời đất ơi, cái sừng bự vậy. Trời ơi, ai cắm sừng mà để hai cái sừng bự dữ người ta. Thôi để lại cho người ta đi, sừng của người ta mà đâu phải sừng của mình đâu. Đây nữa nè. Trời đất ơi, quá trời sừng luôn. Bên đây còn nuôi cái gì nữa nè. Có khu mỏ rồi nữa. Ui, cái danh trại này được á. Nhưng mà không thấy ai ở đây hết. Kỳ lạ thiệt. Thôi kệ, của người ta mà. Mình vô mình kiếm thêm được ít kim cương, ít sắt, ít vàng là thấy cũng ok la rồi. Giờ thì mình sẽ đặt cái cánh cổng địa ngục ngay bên hông nhà mình đi. Mình thấy bên đây cũng ổn được. Ồ, bên đây nguy hiểm lắm. Mình đặt cặp mé xong đi. Như vậy cho an toàn. Đầu tiên là mình sẽ xây cánh cổng địa ngục như bình thường thôi. Và cái này đặc biệt hơn á, là mình sẽ không cần phải làm cái bật lửa đâu. Vì mình là rồng lửa rồi, nên muốn kích hoạt cánh cổng này mình chỉ cần phun lửa vào trong thôi. Ủa? Không cháy à? Lại nào. Ủa kỳ ta, rồng lửa mà phun lửa không kích hoạt được cổng địa ngục là sao ta? Đấy, giờ thì kích hoạt được rồi nè. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Mình sẽ làm một miếng thịt khác. Ăn thêm một cái trái tim để có thêm máu. Và đi vào cổng địa ngục thôi. Chuyến đi đầu tiên của chú rồng. Để xem coi mình sẽ xuất hiện ở đâu bên địa ngục đây. Oh, nơi mình xuất hiện là một cái cánh rừng. Cũng khá là ok này. Cũng hên đấy. Wow, cánh rừng bự lắm. Bự thật sự luôn. Mà được cái là dưới địa ngục á thì có rất là nhiều thạch anh. Mình có thể đào thạch anh để cày kinh nghiệm cũng ok đấy. Coi coi cái gỗ này có đẹp không. Ôi, gỗ này cứng á. Ồ, cái gỗ này hơi cứng nha. Ủa? Gỗ mới làm được cả giáp cơ. Bộ giáp từ loại gỗ này có thể chặn được mũi tên và vụ nổ rồi các thứ này. Ghê vậy. Bảo sao cái gỗ này nó cứng ngắc là phải rồi. Để mình đi khám phá thử xung quanh đây coi nó còn cái gì khác nữa không. A few moments later. Sau khi ra khỏi cánh rừng thì mình tới một cái vùng đất mới. Nó xanh lè luôn. Và nó còn có những cái con gì nhìn giống như con bọ hung ghê luôn á. Uầy, lại thêm một vùng đất mới nữa. Tính ra bên địa ngục này nó cũng khá là phong phú ấy chứ. Rồi rồi, đây là con quái vật đầu tiên mình chạm được. Chạm mặt. Ơ, đây rồi. Cái hồ nhung nham đây rồi. Thứ mình cần chỉ là cái hồ dung nham thôi để mình có thể nhảy xuống và bơi một cách thoải mái luôn. Các bạn coi kìa. Đấy, khi mà gặp dung nham giống như là gặp môi trường lý tưởng của mình vậy. Ở dưới này thì mình có thể thoải mái phun lửa các thứ và nó hồi cái thanh năng lượng của mình khá là nhanh luôn ấy. Ồ, mình thấy có Bích Linh ở đây. Ê, vậy là nhiều khi gần đây có danh trại của bọn Bích Linh nha. Ui, nó còn có ý định bắn mình nữa kìa. Thì ra người chọn cái chết. Người thích bắn không? Mình cho nó thành heo nướng liền. Qua địa ngục là mình khát bọt liền đó nha. Bạn bị kinh rồi. Nó còn có cái người đá gì nữa kìa. Đây là người đá gì vậy? Wow, người đá khổng lồ. Khá là thân thiện luôn.
Ủa, bò hả? Không không, đây là bò xương. Ủa, không phải bò nữa mà là cừu. Đây là một cái bộ xương cừu. Ở dưới địa ngục á thì mình còn có thể dùng được một cái kỹ năng khá là hay của rồng hang động, đó chính là kỹ năng tầm nhìn nhung nham. Đây đây đây, khi mình kích hoạt kỹ năng này lên thì mình có thể nhìn xuyên nhung nham luôn nè. Wow, đỉnh thiệt. Cái này mình có thể đi đào những cái mảnh vỡ cổ đại ở dưới hồ nhung nham như vậy luôn á. Khá là hay á nha. Để mình nghĩ thử coi, coi có cái mảnh vỡ cổ đại nào dưới này không. Hình như mình tới một cái cánh rừng gì đó thì phải. Ồ, chắc là cây đước ở dưới địa ngục thì phải. Ồ, what? Ở đây sao nó lại có cái đá này vậy? À, tàn tích cổng địa ngục à? Phải không? Không phải. Tại vì nó không có rương. Nhưng mà nó lại cho mình hắc diệm thạch khóc luôn này. Khá là lạ luôn. Ui, mình lại hết kỹ năng rồi. Để mình kích hoạt lại cái kỹ năng tầm nhìn nhung nham của mình lại cái đó. Đấy, kích hoạt xong thì mình có thể nhìn rõ hơn ở dưới nhung nham liền. Không có bất kỳ cái rương nào luôn. Và bây giờ mình mới phát hiện thêm một cái điều khá là hay là đồ ở dưới này nó không có bị cháy khi mà ở dưới lòng nhung nham nè. Ủa, phải không ta? Ủa? À, là đồ mình đào ra thì nó không cháy nhưng mà đồ mình vứt ra thì nó cháy nha. Ok, vậy là mình có thể đào vàng ở dưới này được luôn á. Mình phải nhanh chóng lượm liền nha, không thôi là nó sẽ cháy mất đấy. Cũng hay phết. Này nữa nè. Ui, tí nữa là mình đã bỏ lỡ một cái. Hình như là cái bay sành thì phải. Nó nằm ở phía sau lưng mình nè. Trời ơi, nãy giờ lo hụp lặn ở dưới nhung nham cơ mà không có chòi lên. Tí nữa thì bỏ sót rồi. Giờ mình sẽ tấn công từ xa bọn Bích Liên thử coi. Bằng kỹ năng quả cầu rồng lửa. Ủa, không con nào ra tiếp chiêu vậy? Không ra tiếp chiêu thôi, mình không tấn công đâu. Uổng. Tại vì dùng kỹ năng đó nó tốn khá là nhiều cái thanh năng lượng. À đây đây đây, Bích Liên, Bích Liên. Mình chuẩn bị tung trưởng nè. Hình như hụt rồi. Không sao không sao, mình còn có thể áp sát mà. Hù dọa nó thôi. Ừ, ngươi qua đây. Đúng rồi, tới số rồi cưng. Ừ, lọt xuống nhung nham luôn. Rén rồi chứ gì. Rồi mình sẽ áp sát từ bên đây trước đi. Bên đây mình thấy ít nè. Ủa, có Bích Liên thông bảo. Phun lửa nó. Này thì Bích Liên thông bảo. Thiêu đốt nó. Quýnh Bích Liên thông bảo luôn. Ui ui, Bích Liên mà đội nón rùa được nữa cơ. Ghê chưa. Ê ê ê, con này đánh lén. Chưa mà đánh lén men. Này thì đánh lén nè. Ây da, nó đánh mình chảy máu đau quá. Ui, bọn chúng đánh xong rồi bọn chúng còn cửa vẹt để dí mình nữa. Gì mà kỳ cục vậy. Mình sẽ vận sức để mình tung trưởng hắn. Này thì cửa vẹt nè. Lần này thì nghỉ hụt nha. Chỉ duy nhất một quả cầu rồng lửa thôi. Mình đã hạ được bọn chúng rồi. Wow, tuy nhiên thì nó tốn rất là nhiều năng lượng rồng của mình luôn ấy. Không sao, phải cố gắng chiến đấu nhiều lên mới mau lên cấp rồi tăng tiến sức mạnh được. Giờ thì vô trong coi coi có rương để mình lướt không. Hình như bên này không có rương thì phải. Ừ, bên này không có cái rương nào hết á. Nhưng mà được cái nó có vàng. Ok, vậy cũng an ủi được một phần. Ồ, dưới này có rương. Ngay phía dưới luôn. Một cái mảnh vỡ cổ đại. Thịt đâu nè. Và có thêm một cây rìu của cái tên, cái tên Bích Linh thông bảo á. À, tới số ngươi rồi. Ta có cây rìu giống ngươi rồi đó. Đụng là ta quýnh ngươi luôn đấy. Không đùa đâu. Trong này sao? Trong này có kiếm xịn hơn nè. Kiếm gì đây? Kiếm nhạc luôn. Bỏ túi trước đi. Đập cái rương để kẻo hồi mình quên á. Ok hết rồi. Rồi tên Bích Linh thông bảo bước qua đây. Tiếp chiêu, tiếp chiêu. Bước qua đây, ta chạy nè. Ngon, bước qua đây. Bước qua đây thì ta chạy tiếp. Ây da, ây da. Đâu quá, đâu quá.
Ơi, quay, mình quên Bích Liên mà anh nó cho mình cái vụn Netherite này, kể cả một trái tim nữa chứ. Quá là tốt luôn. Mặc dù đánh nhau với bọn chúng nguy hiểm thiệt, nhưng mà rơi ra đồ như vậy thì khá là ok đấy. Mình nghĩ là mình nên đi tiếp trong cái bay sành này. Đó đó đó, nó có rương cho mình nữa nè. Lại thêm khối vàng. Vào vào vào. Cái bay sành này bự quá, đi một hồi hơi bị choáng luôn. Hello guy. Núp à? Này thì núp. Thiêu đốt nó liền. Sợ ngọn lửa rộng chứ cưng. Mình nghĩ là mình nên lên trên kia thì chắc sẽ có nhiều rương hơn cho mình á. Trước mắt là cần phải nhảy qua đây. Lên được đây rồi. Bọn nó núp ở trên đó đợi mình sẵn à. Ây ây, có tên đánh lén nữa. À, mình rất ghét bị mấy tên đánh lén luôn. Đây, cái tên này nè, dám đánh lén mình hả? Đâu rồi? Dám đánh lén đúng không? Mình sẽ nướng hắn trước. Này thì đánh lén. Ủa? Sao đột nhiên mình phát hiện ra có cái tên kia ở trong cái bay sành vậy? Lạ thiệt. Ui, cái tên Bích Liên thông báo rơi ra cho mình cuốn sách gì này. Death Strider. Cũng ok. Nãy giờ sờ quần, nhưng mà mình vẫn chưa leo lên được trên kia nữa cơ. Lần này mình hạ quyết tâm rồi. Nó quýnh cái nào quýnh, mình cũng phải trèo lên trên cho bằng được. Để lút rương thôi. Leo lên tí nữa. Ok. Có rương chưa? Hai cái rương. Một cây cúp gì đây? Heo sức ba. Cũng tốt. Và một cái quặng mảnh vỡ của đại nè. Lượm luôn, khói sắt luôn à. Xin. Kem nhung nham nữa này. Còn bên này, bên này thì cho mình sắt với cả là một trái táo vàng. Lút luôn. Chỉ có vậy thôi à. Không biết phía trên nó còn rương nữa hay không nhờ. Để mình thử mình trèo lên trên nữa coi. Coi trên này nó còn rương không. Ý. Ui trời 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 ơi. Tí nữa là lọt dưới rồi. Hình như à hết rồi. Có vẻ là mình đã thành công đánh chiếm được một cái bay sành đầu tiên rồi đó. Tuy có hơi vất vả về những cái tên Bích Liên trong đây, đánh mình khá là thốn luôn. Nhưng mà không sao, toàn bộ số đồ của bọn chúng đã thuộc về riêng của mình rồi. Còn tên Bích Liên còn sống sót cả. Người còn sống sót chứ vậy, ta cũng sẽ tiễn người gặp ông bà luôn. Hồi nãy người dám dí ta chứ vậy. Ui da, chúng độc. Ui da, mấy tên này không biết độc ở đâu ra ấy. Rất là thốn luôn. Úi xời. Mình chỉ cần tung một quả cầu lửa thôi là xác định một con Bích Liên liền. Trời. Dính độc ghê quá. Hình như những cái tán cây này nó thoát ra một cái khí độc hay sao á. Ghê quá à. Đừng con nào áp sát ngay lúc này nha. Toàn đấy. Ủa? Trời ơi, cái lá nó màu vàng, mình cứ tưởng là khói vàng. Tính hi hai hẳn qua khoe với các bạn nhưng mà lại quê chập hai rồi. Ê, có Enderman. Mình còn phải săn Enderman. Ôi, con này định cản trở mình hả? Thì ra người chọn cái chết. Người cản trở gồng lửa là người sai rồi đó. Ok, sửa nó xong rồi. Dưới này còn có tòa tháp gì nữa. Được quá ta. Đợi mình xíu, mình xử Enderman trước rồi đó. Để mình phun lửa Enderman được không ta? Ui, Enderman miễn nhiễm với lửa. Vậy thì mình sẽ đánh Enderman luôn. Vậy, được một cái ngọc Ender đầu tiên rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với cái tòa tháp này coi. Hình như đây là tòa tháp của Bích Liên hay sao á. Mình thấy có ký hiệu mũi heo nè. Có vàng. Lại giàu to rồi. Ê, nó còn cho mình ngôi sao. Cái ngôi sao vàng của Bích Liên đó nè. Biếp vậy. Ngôi sao này mình có thể chế tạo một cây gậy gì đó này. Uầy. Tốt nha. Dưới này có Bích Liên thông báo. Mình sẽ thử. Ui, bọn chúng lên tìm mình luôn rồi. Nguy hiểm vậy. Mình phải
Mình sẽ phun lửa để đốt bọn chúng. Quay mình đứng ở trên một xíu thôi mà bọn chúng kiểu mất kiên nhẫn ấy, cưỡi vẹt bay lên tìm mình luôn mà. Sợ thật. Ây da, dưới này hơi đông nha. Mình phải phun lửa gấp thôi. Quy đông quá. Nhảy xuống dung nham. Đánh ông lại là nhảy xuống dung nham liền. Ui, hồi phục lại cái thanh năng lượng đi rồi mình sẽ chiến đấu tiếp. Nguy hiểm quá. Ui, hên là nãy giờ mình tấn công á, vàng không có bị mình đốt cháy luôn. Hên thật sự. Bọn chúng còn rơi ra dây chuyền đồ các thứ đồ nữa nè. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ngụm hết chưa? À hình như bọn chúng bị cái ngọn lửa của mình đốt ngụm hết rồi. Còn đồ nha. Wow, nãy giờ cũng được mớ vụn netherite rồi. Giờ thì lấy thêm vàng. Quay thích thế nhờ. Kiểu cái chuyến đi này xuống địa ngục ấy là mình có được rất 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 là nhiều vàng mang về luôn. Trong rương lại có thêm vàng cho mình nữa nè. Không biết là dây chuyền này mình có thể đeo vào được không nữa. Để mình kiếm chỗ mình nhét vô. À được được, dây chuyền này mình đeo vô đầu. Nhưng mà thôi, đầu mình đang bận đội nón kim cương rồi. Nhưng mà cái việc tìm netherite ở dưới hồ nhung nham có vẻ không hiệu quả cho lắm. Nãy giờ mình lặn lội ở dưới nhung nham nhiều lắm á, mà không có thấy cái quặng netherite nào luôn á. Hiếm thật sự. Trở về sau chuyến khám phá địa ngục thì bỗng nhiên mình lại trở thành rich kid vàng nha. 18 gói vàng. Nhiều giả mang luôn. Cất liền. Cũng như là có được một mớ netherite đầu tiên nè. Khá là may mắn. Còn về cây cúp này thì chắc mình sẽ tạm thời thay thế cho cây cúp của mình luôn đi. Cây cúp mình nó hư một mớ nè. Ai cúp mới vào chắc sẽ đào nhanh hơn đây. Giờ thì chắc mình ngủ trước một giấc đi. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cừu, bò hoặc là gà để mang về nuôi mới được. Ôi. Mới sáng sớm đang bị mấy con sương nó cà khịa rồi. U là trời. Mấy con này nó gặp rồng nó không sợ tới. Được, để mình lại mình khô máu cho nó. Người dám đánh rồng là người sai rồi. Bữa nay mình hơi bị mạnh rồi đó nha. Con này nữa nè. Này thì dám gừng gừng bắn lén mình hả? Mình nghĩ tìm cừu dễ nhất thì chắc là vô cánh rừng này. Cánh rừng gỗ Văn Sam nè. Vào đây mà không tìm được nữa thì mình chịu luôn á. Ủa? Đằng kia là? Là dê hả? Đúng không vậy? Ủa, trời, xong rồi mình lọt xuống nước rồi. Ây. Ào. Đau quá. Đâu rồi? Chạy mất tiêu rồi. Ủa mình mới thấy đây mà. À đây chạy qua đây. Quê chú dê này nhát quá. Dê thôi hả ta? Sao không phải là cừu nhờ? Để mình đi chậm chậm lại coi dê có chạy không. Ồ có vẻ dê không chạy. Để mình thử đi theo một đội nó coi biết đâu bất ngờ mình lại gặp được cừu hoặc là bò thì sao. Đi xa quần một hồi. Mình lạc vô được một ngôi làng luôn á. Quay. Cái lò này nung khoáng sản nhanh. Mang về luôn. Mình gặp được một ngôi làng đầu tiên này. Và xem coi trong làng có nuôi cừu bò không. Nhiều khả năng là trong làng sẽ nuôi được cừu bò. Coi. Ồ, có vàng pha thuốc nữa. Sao ta, mình có nên không ta. Cái người này. Thôi, pha thuốc rồi tối lại lấy thuốc rồi chơi. Dùng thuốc nhiều không có tốt đâu á. Đây mình sẽ giúp cái bác dân làng này ha. Để tránh trường hợp bác ấy dùng thuốc nhiều quá rồi lại không tốt cho sức khỏe. Rồi. Mình nghĩ sơ qua là thấy cái làng này không có nuôi cừu bò rồi đó. Đây còn có nhà của ai nữa nè. À, đây là nhà của người nghiên cứu về rồng. Waystone đó ta. Ok được luôn. Mình kích hoạt Waystone đi. Để có gì mình còn dịch chuyển tới ngôi làng ha. Mình sẽ đặt đây là ngôi làng số 1. Số mình sao á. Tìm mãi mà không thấy cừu bò gì hết. Kể cả trong làng luôn. Một nơi dễ gặp cừu bò như vậy mà mình cũng không gặp được. Rồi luôn, mới mốt chắc mình sẽ có biệt danh mới quá là rồng nhỏ thôi. Thật sự là mình là rồng nhỏ luôn á. Ngựa lừa thì không có cưỡi được. Ủa?
Ờ không, đây không phải là bò. Ơi ơi, nó còn dí đánh mình nữa hả? À, mấy con này láo thế nhờ. Này thì láo. Rồng chỉ cần cắn một cái là đi nha cưng. Đừng có hổn với rồng nha, rồng đang quạo đấy. À, nhưng mà được cái là da của cái con sói này mình có thể ghép lại thành da thuộc được nè. Vậy thì tốt rồi. Mình có thể mang da của chúng về và chế tạo ba lô và sử dụng trong những cái chuyến đi khám phá. Ừ, cũng tốt. Ủa, đây là heo à? Hình như mình gặp được heo rồi. Ôi, phải không vậy? Ôi, sao chạy vậy? Heo hay là... À không, đây là dê hay sao? Ủa, đây là cừu. Uầy, cừu trong đây lạ vậy? Mình đã gặp được cừu rồi nhưng mà cừu trong đây lạ lắm. Hiện tại cừu 3 tuổi và mình còn có thể gắn được cái rương vô người cừu hay sao á? Đâu? Mình thử làm cái rương rồi mình gắn vô lưng cừu coi. Coi được không? Vậy thì hơi bị ảo đó nha. Đừng có chạy nào, cụ trong đây nhát quá à. Đừng chạy, anh đâu không có giết đâu. Gắn cái rương vào. Được không? Ui, gắn được luôn kìa. Oh, hay hay hay. Thôi được rồi, mình sẽ đánh dấu cái chỗ này để mình sẽ sớm quay trở lại đây dùng cái dây thần á, rồi dắt cụ về thôi. Yes. Và cuối cùng thì mình cũng tìm được cừu trong đây rồi. Hơi bị hiếm luôn. Giờ mình còn thiếu mỗi bò thôi. Gán đi tìm bò nào. Ủa? Trong cái cánh rừng mà mình gặp những chú cừu thì mình còn thấy có một cái loài. Đây cũng thuộc là giống loài rồng nha. Nhưng mà là rồng tí hon thôi. Đâu rồi ta? Mình mới thấy đi đâu đây nè. Loài rồng này nhát lắm, đi từ từ thôi. Kìa 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 kìa, bên đây nè. Ồ. Kìa kìa. Đây đây đây, sợ quá chạy xuống nước luôn rồi kìa. Đấy, có hai cái sừng bé bé nhìn khá là dễ thương á. À được, vậy là cánh rừng này là nơi sắp tới mình có thể quay lại để bắt cả rồng baby nè, cũng như là những chú cừu. Hợp lý, và mình lại tới cái vùng đầm lầy hả ta? Trời 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 trời, hà mã leo cây. Ủa phải hà mã không vậy? Ừ, hà mã leo cây. Trời ơi, cái thế giới rồng này loạn hết rồi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức kiểu như là tìm được cừu. Đồng thời mình còn tìm ra được một cái giống rồng kiểu như bé nhỏ nữa. Mình sẽ nghiên cứu cái thức ăn yêu thích của loài rồng đó là gì để có thể sớm quay trở lại và thuần phục giống loài đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong các hành trình tìm kiếm sức mạnh của loài rồng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.